Bố lên mới ngon. Chín rồi đấy. Cái kia nữa tí chặt luôn thì mang đi bán nhỉ. Ăn được bao chưa? Ăn được một lần. Ai làm cho? Ai làm cho anh? Chị đi nhà rau đây. Rau quét nhà của chị nhá. Vâng. Để cho chị mấy cây tư bóng.
chuối đi. Chị nào cầm một lần đấy đi. Bê giúp chị bùng kia vào đây với. Đừng nhẹ nhàng thôi nhé.
đây của em đây.
sau đây. Đây. Chị một cái bát to, bác ơi. Wow. Đây. Cơm đi. Vâng. Ăn đi, ăn trước chị đi. Ăn đi. Ngon quá. Mai đi tìm đồ bán tiếp nè. Vâng. Đây là miếng trứng à. Ngon đấy. Mai mình lại đi tìm mang đi nhỉ? À. Đi bán được nhiều tiền như hôm nay mua đồ ăn nhỉ? Ăn đi, ăn hết trứng đi.